Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Strip Hô Hút V3 ở trên iPhone. Và mình sẽ test luôn cái bản Arcus nhé. Đây, mình sẽ test luôn Arcus, mình mở menu Arcus lên cho anh em xem. Tại vì mình làm về Arcus thì mình thấy các bạn bình luận trên kênh của mình rất là nhiều. Nhiều bạn bảo là phiên bản này nó bị văng, bị lỗi, rồi bị reset ác hoặc là bị reset berry. Khi các bạn cày level, cày tiền thì được một thời gian thì nó sẽ reset. Và hôm nay thì mình sẽ test trực tiếp cho anh em xem là nó có bị văng hay không, nó có bị reset, có bị quét hay không nhá. Cái phiên bản hack này thì nó sử dụng được cho cả iPhone và cả Android. Link tải thì mình sẽ để ở trong phần mô tả video. Bạn nào có nhu cầu tải thì các bạn bấm vào phần mô tả, các bạn tải cái phiên bản tương ứng với thiết bị của các bạn. Và mình nói luôn là văng hay không nó là nó do cái bản script của bạn. Đó, mình đang test trực tiếp ở trên con iPhone 6s Plus. Các bạn thấy không? Máy cấu hình rất là yếu nhưng mà farm rất là mượt, chơi rất là ngon các bạn, rất là ngon luôn. Còn bình thường nếu mà văng thì các bạn chỉ cần vào cái là nó văng luôn. Nó do cái bản script mà các bạn chọn. Các bạn chọn cái bản script này thì khẳng định các bạn là không bao giờ bị văng. Đó, các bạn kết nối cho mình một cái wifi, một cái mạng di động nó ổn định, kết nối cho mình một cái nguồn điện nó ổn định. Ví dụ cái iPhone này của mình thì pin nó rất là yếu thì mình phải vừa sạc vừa quay video, các bạn thấy không? Đó, nó rất là yếu. Tại vì các bạn là sử dụng iPhone thì các bạn biết là khi mà pin nó yếu thì nó rất là đơ, rất là giật. Cho nên là mình luôn luôn phải cấp nguồn vào con iPhone này để mình quay video. Còn bây giờ mình chỉ cần rút sạc ra cái là nó sẽ sập nguồn, tại vì máy này nó chai pin rồi. Còn máy này của mình thì nó rất là cổ, mình mua chỉ có 500.000 thôi, để mình thực hiện cái mục đích là mình quay video cho các bạn xem. Các bạn thấy không, mình quay đến tầm này cũng hơn 2 phút rồi thì nó cũng không bị văng. Và bây giờ thì mình sẽ đóng game đi và mình sẽ vào lại và mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn sử dụng cái phiên bản này nhá. Đó, để sử dụng được thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, mình sẽ đóng đi và mình sẽ vào lại. Link script thì mình sẽ để ở trong phần mô tả video. Nhưng bạn nào có nhu cầu lấy cái bản script này thì các bạn chỉ cần bấm vào phần mô tả và làm theo cái hướng dẫn của cái link để các bạn sở hữu cho mình cái phiên bản này. Và các bạn lưu cho mình nhé, cái phiên bản script này nó sẽ yêu cầu các bạn cần phải get key. Vì đây là một cái phiên bản nó rất là VIP và nó là free thì bắt buộc các bạn cần phải get key. Mỗi một ngày các bạn cần phải get key một lần. Cách get key của nó thì giống hệt với Arcus. Các bạn get key Arcus như thế nào để các bạn get key cái phiên bản Hô Hút này y như trang như vậy. Và trong kênh của mình thì mình đã có rất là nhiều video hướng dẫn cách get key cái phiên bản Hô Hút này rồi. Thì trong video này thì mình sẽ không hướng dẫn nữa nhé. Những bạn nào mà có nhu cầu get key cái phiên bản này thì các bạn có thể tìm lại những cái video cũ ở trên kênh của mình. Trên kênh của mình thì nó đã có rất là nhiều video rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào cho anh em xem. Để hack được thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ vào đây, mình sẽ đổi sang góc này nhá. Đó, đầu tiên thì các bạn sẽ vào chọn phe cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bật cái menu hack này lên. Đó, bật cái góc này anh em ơi. Đó, biểu cái logo của Arcus đấy, các bạn bật vào cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào hình mũi tên này cho mình. Đó, các bạn dán cho mình cái bản script mà mình để ở trong phần mô tả video ạ. Các bạn dán vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào XQT cho mình. Bấm vào XQT thì nó sẽ hiện lên cái dòng chữ như này. Thì các bạn sẽ bấm Yes cho mình. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ mở cái menu của Hô Hút lên. Đó, nó hiện cái dòng chữ này đúng không? Thì các bạn sẽ X bỏ nó đi. Đó, và các bạn sẽ đợi cho mình khoảng 10 giây. Đó, 10 15 giây thì nó sẽ hiện cái menu của Hô Hút. Ở chỗ này thì nó sẽ yêu cầu các bạn get key, thì các bạn sẽ bấm vào chữ get key. Thì cái phiên bản này mình đã get key rồi thì bây giờ mình sẽ không cần phải get key nữa và mình chỉ sẵn sử dụng thôi. Và các bạn lưu cho mình là cái phiên bản này nó sẽ tự động đi farm. Ví dụ như trước lúc các bạn chơi, các bạn bật chức năng nào thì đến bây giờ các bạn bật lại thì nó sẽ sử dụng lại y chang cái chức năng đó. Đó, nên là có một vài lưu ý nhỏ nhỏ là khi mà các bạn tắt điện thoại, các bạn không muốn chơi nữa, các bạn không muốn hack nữa, các bạn không muốn farm nữa thì các bạn phải bật lại cái menu và các bạn tắt bỏ hết chức năng đi. Đó, tắt hết chức năng đi để đến khi nó mở, các bạn mở lại lần thứ hai thì nó sẽ không tự động sử dụng những cái chức năng này nữa. Còn tùy các bạn, nếu như các bạn muốn sử dụng lại chức năng đó thì các bạn chỉ cần để nguyên như vậy và các bạn tắt nó đi. Như cái lúc đầu video của mình là mình đang sử dụng chức năng farm level đúng không? Thì đến bây giờ mình bật lại thì mình sẽ không cần phải làm bất cứ một cái gì cả. Nó sẽ tự farm tự động. Đó, nó sẽ bật lại tất cả những cái chức năng mà lúc nãy mình bật thì bây giờ nó cứ đi như đi farm. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là ngon, rất là mượt và mình chắc chắn với các bạn là không bao giờ bị văng, không bao giờ bị reset level và không bao giờ bị reset berry. Đấy là một cái ưu điểm rất lớn của cái phiên bản này. Và cái phiên bản này nó là phiên bản free nhá. Thì các bạn chịu khó vượt link, các bạn chịu khó get key để các bạn sở hữu cho mình cái key một ngày để các bạn chơi phiên bản này. Mỗi một ngày các bạn bỏ ra khoảng 1-2 phút, không đến 2 phút đâu, 1 phút thôi. Các bạn get key cái phiên bản này là các bạn sử dụng được cả ngày rồi. Nó rất là ngon, rất là VIP như vậy. Ok, đến bước này thì các bạn biết cái phiên bản này nó ngon như nào đúng không? Tất cả các bạn đều biết cách sử dụng hack ở trên iPhone. Thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực, mình làm nhiều video hay
và hướng cho anh em xem một cái yêu cầu nhỏ nhoi như thôi. Còn bây giờ thì ok bye, chào mọi người.